Về ngày về đi mấy chuyến chú? Thứ bảy chủ nhật. Bảy chủ nhật. Bốn chuyến hả? Hai ba chuyến mà. Đi có một lửa, sao người ta đi lửa? Vậy giữ ở công ha. Kìa bả kìa la dùm cái đi được không? Bôi hết sợ cho bôi. Bơi gì có gì đâu. Khi đó thì nó chưa đi. Chưa đi thấy nữa. Cô chú là cũng ở đây luôn hả? Ở Thái Sơn. Này cũng nuôi yến à. Yến. Máy này máy mấy 300 chiếc xuồng như thế này. Mấy ngày cuối tuần đông à. Mấy ngày cuối tuần. Cuối tuần thì nó thứ bảy chủ nhật thì nó có cái khá hơn mấy ngày thường. Ừ. Lễ thì nó đông hơn. Lễ thì dân nào nó đi chơi được. Bây giờ đó thì nó có mình. Cô hướng dẫn viên du lịch là quê cũng đây luôn hả? Mấy
Việt vô. Vô đi, anh vô đi. Vô đi, anh Việt, không sao á. Việt con vô không? Câu không? Câu qua đó hả? Câu cho nè. Câu đi. Có gì chứ anh, vô không? Em vô đi. Vô đi. Con nói như con trai giả đi con. Nè, có gì đâu. Trời ơi, chuyện nhỏ. Dạm lên. Cầm trước à. Rồi, thỉnh thỉnh. Rồi, vô ra cho thỉnh. Thỉnh dũng cảm quá. Vui vẻ lên con, đừng có căng thẳng quá, không có gì hết. Vô đi. Bồi vô, vô. Bồi nhé. Vô bồi. Còn mấy chị nào muốn vô mà? Không, không. Vậy rồi, vậy em sẽ cho bồi mấy anh vô à. Vô cái đi. Mãn anh này nè, đưa đi. So hàng anh coi. Nó rồi đi nhanh làm sợ. Nó chạy nhanh là sợ. Cái bên chỗ cổ ở đó còn ngồi đó. Rồi mình đi ra đã đạp đó nè. Thấy quá mà. Thấy thiếu rồi sao hả? Ai ba con rồi đó. Tao cho mẹ đi sáng luôn. Táp cái mạnh ghê. Ủa sao nó nuốt xuống chỗ nào, tao đâu có cái lỗ đâu. Thêm đó cái... nó bị bích chịch hết trơn à. Cái lưỡi, ủa? Cái lưỡi nó lấy hả? Thì sao cho nó bích chịch đâu, có lỗ cuốn hồng đâu ba. Để coi vậy chứ, nghề nó dép, mất tiêu rồi dép á. Rồi chiều người chứ hả, làm như nó dép rồi nha. Không có tích cực nữa là chịu. Ví dụ vậy. À, ở phía dưới cái lưỡi, ở phía dưới cái lưỡi nó lùa xuống, nó lùa xuống phía dưới cái lưỡi nó đè xuống. À, à. Nó khép nó lại à. Rồi. Để ngay mặt nó để lại sao cái đầu nó lùa. Bự ra. Quá trời luôn, có nào phóng đại vậy? Không, nó nở, đúng tiêu chuẩn là nó nở ra cái hộp bắp, cái hộp hộp cơm nó sẽ to. Còn nếu nếu mà nóng quá thì hộp hộp lớn nó sẽ bị nhỏ lại. Và nguội quá cũng vậy, cho nên cái cát nó phải là nóng. Cát cát. Đây là cát xong á. Tại cát khi mà vô cái nhôm này nè, làm lâu ngày nó sẽ đổi màu thành màu đen. Rồi sau khi nổ xong mình bắt đầu mình qua đây mình sẽ rây. Mình rây sẽ rớt trấu ra. Đó. Còn trấu mà khi mà qua cái bên đây á mình còn nữa thì sẽ đi qua cái máy bên đây. Đó là máy đấm ra. Nếu mà nó không ra thì mình chà chà nó không ra qua bên kia có cái máy đấm ra rớt trấu ra hết luôn. Đó là công đoạn đầu tiên là nổ cốm. Rồi cái hạt cốm này mình có thể mình dùng thử. Dạ, xong mình vừa bánh thôi. Dạ. Rồi bắt đầu á. Khi cái cốm này nổ xong người ta lọc ra hết trấu và những cái đây là món hoành thánh chiên giòn nè các bạn ơi. Hoành thánh chiên giòn. Hoành thánh chay nè. Hoành thánh chay các bạn hỏi hơn chiên giòn của các bạn. Bây giờ là một dĩa hoành thánh giòn chiên giòn. Giòn sực sực. Đây là hủ tiếu, hủ tiếu xào. Hủ tiếu chay luôn. Hủ tiếu chay, cà ri chay. Là có tàu hủ luôn. Nấm. Tàu hủ nấm. Học
Nhìn giòn ngon à. Cái này ngon cà ri chai luôn phải gì chứ? Có sake mà có củ sắn à. Ủa bà đi đi đâu mà như vậy? Lại dạ lên bệnh nhân kêu nó đi đâu? Ai muốn người ta không đi mà nó không ăn ra đấy mà. Mua cái xe là phải đăng ký chụp hình rồi quy đa nhân dân rồi đó. Chứ phải mua cái kẹt đâu không? Cái sim này nó bắt mình chụp hình rồi cho nó... Nó đi với ai hay gì vậy mà? Mình đó à? Vậy hả? Mua sim là phải chụp hình chứng minh nhân dân rồi đó. Làm ai chiên gì thêm hả? Anh hai còn chạy cả lên quay clip. Chạy tám đi luôn. Thành phần gì Thuyết Minh giới thiệu đi. Sake nó bùi bùi ngon. Bánh xè sake. Bánh xè sake. Bánh xè sake các bạn. Để cho My nè. Các bạn ơi, bánh xe sắc kê. Thấy cái nóng rồi My ơi. Giận quá ha. Bắt đầu mọi người nói chắc khỏi mặt ấy nè. Chào các bạn, hôm nay mình tham quan cái vườn trồng ổi các bạn. Đây là hệ thống phun nước các bạn. Và đây là các bạn thấy trời đang nhiệt độ khá cao. Nhưng mà các bạn thấy những cái tia nước này làm dịu mát đi các bạn ơi. Và xung quanh đây là trồng những cái cây ăn quả.
ổi nữa các bạn. Và bên đây là vườn thanh long. Và cái hệ thống ống nước. Và bên đây là cái vườn thanh long đang trổ bông các bạn ơi. Thanh long đây là cái vườn thanh long ruột vàng. Các bạn thấy những cái bông thanh long, cái thân thanh long các bạn thấy trổ khá nhiều bông. Và khi mà nó chín các bạn, là cái ruột nó sẽ màu vàng. Hiện bây giờ thì các bạn thấy trên thị trường thì thanh long luộc trắng và luộc tím. Còn đây là thanh long luộc vàng các bạn ơi. Và đây là các bạn thấy vườn ổi xa xa phía kia các bạn ơi. Đây là thanh long. Ở phía kia là ngôi nhà phía trong các bạn. Rồi hệ thống nước đã tắt rồi các bạn. Và phía đây có những con bồ câu. Bồ câu này bồ câu Pháp các bạn. Đây là các bạn ơi. Bồ câu Pháp. Phía kia là bạn thấy là mướp. Vườn mướp đây các bạn. Mình mời các bạn di chuyển cùng mình nha. Đây là mướp này trổ bông, có những cái nụ này mình xào ăn rất là hấp dẫn các bạn. Rồi mình cùng các bạn di chuyển vào phía bên bên trong bên kia các bạn. Bồ câu này bồ câu Pháp các bạn ơi. Ở đây là những cái thùng đang ươm những cái cây đinh lăng các bạn. Đinh lăng này đinh lăng có loại lá nhuyễn rồi có loại đinh lăng lá to nè các bạn. Rồi đó là những chia sẻ của mình về vườn cây ăn trái cũng như thanh long, ổi và những cái cây ăn quả. Các bạn thấy thú vị hãy ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những lần sau nha. Xin chào tạm biệt nha.